Rồi, chào tất cả anh em mật thủ nha. Bác Trung Nam quay trở lại video ngày hôm nay. Video ngày mùng 2 tháng 11 nha. Thì video hôm nay sẽ đem cho mình tổng cộng có 21 mẫu cần và một con máy ạ. Thì tất cả mẫu cần ở đây nha. Thì em sẽ giới thiệu sơ lược cho mình một số cần tay là có lóng ngắn nha anh em. Lóng ngắn, lóng dài nha, những con đủ cứng cao nha, tầm khoảng 4-5H, 5m3, 5m4, 5m6 có cho mình nè. Đây, những dòng anh em Rosic chép được ạ. Cần ISO và cần súp thì em có những dòng như là 4m5, 3m9 và 4m5 nha. Đây, những dòng công súp đánh lọc đồ cần. Cần dây trong 3 khúc ạ, một số cần cắm gốc nha. Có cắm gốc những dòng cắm gốc cần lô này, cần lô cắm gốc và 2 khúc, cần he chi câu bè. Một số cần 2 khúc này, anh em đánh ngầm đến làn C, đánh biển nha, độ cứng rất là cao, săn hàng này. Có những dòng như là 2m4 nha anh em, cứng 200, độ cứng rất là cao nha. Và có những con là hai ngọn như đây qua, nội địa Nhật cho mình hết. Rất đẹp nha. Hai ngọn 2m7 cho mình ạ. Chi phí ship bên em là 30.000 một đơn, tất cả sản phẩm anh em nhận hàng với lòng đồng kiểm nha, cứ thanh toán. Chốt đơn liên hệ trực tiếp với số điện thoại và Zalo bên em là 0923 534 779. Em cho ghi phần mô tả nha và phần góc bóc phải màn hình cho mình. Con máy số 1 thì em có cho mình con máy nha. Con này là máy nhôm. Máy nhôm nha này, máy này của hãng là Olympic nha. Đây, máy Olympic. Nhưng con này là Olympic Japan nha, nội địa Nhật Bản này. Con này size thật của máy nó ra cho mình tầm khoảng 6-7 ngàn nha. Đây, lô cứng hợp kim. Con này size lớn. Thế là chuyện này mình đánh nè, đánh lục này. Đánh lục đánh ngầm lăn xe cũng được cho mình á. Nó có một cái dây bọc cước cho mình luôn. Đây, tổng trọng thể cần máy như thế này. Thì những cái dòng máy nhôm mà rất là khỏe nha. Lô cứng hợp kim này. Con đi kèm cho mình có cốt trợ lực nha. Đây, tháo cho anh em xem. Đây, máy có cốt trợ lực nha. Thông số cứng cái này Olympic. Con này máy nhôm thì cực chúng tổng lại đây cũng rất là mượt nha. Dòng rất là ok. Máy nhôm thì nó sẽ nặng mấy cái bon, nhưng mà những cái dòng tải tốt hơn ạ. Đây, con lăn cứng thì còn ok này. Zin đâu cần luôn nha. Olympic Japan nội địa Nhật cho mình, size tầm khoảng vào 6-7 ngàn. Và test cho mình nha, một chiều có độ giặt này. Đây, rất là khỏe nha. Dòng chuyên dụng cho anh em có thể là đánh ngầm lăn xe, đánh lục, đánh biển cũng được nha. Cực kỳ khỏe luôn ạ. Hai chiều này. Đây, chụp máy nhôm thì là ok cho mình rồi đây. Cực kỳ mượt nha. Rồi, con máy nhôm của Olympic size tầm khoảng 6-7 ngàn. Con này có mã số 1, giá là 600 nha này. 600 ngàn ạ, size lớn nha. Rồi, mã cần số 1 thì em sẽ để cho mình cái cần tay lóng ngắn nha. Cần tay lóng ngắn carbon. Cái này có độ dài cần là 5m4. Con này hàng Korea nha, xuất thị trường Nhật có tem này. Cúc ngoài thì có hơi xây xước cho mình, tình trạng có hơi cũ nha. Chứ cái lóng ở trong rất là đẹp này. Con này ngọn của nó thì em đo cho mình là ngọn 0.8 ly. Những dòng chuyên dụng cho này mình Coro, Kojic. Ngọn cần là ngọn đặc nha. Ngọn đặc cho mình này. Độ cứng tầm khoảng 3H, phôi thì carbon. Lóng trong thì còn nước đẹp nha, ở ngoài thì hơi xây xước thôi. Cái lóng ở trong thì còn đẹp này, hồi không có xây xước gì lắm nè. 5m4 độ cứng tầm khoảng 3H. Những dòng thì phôi cũng tương đối dày, chuyên dụng anh em mình Coro, Kojic. Thì chép tầm khoảng 1-2kg là bo bình thường nha, rất là ok luôn. Em cho mình xem phôi của con này. Phôi tương đối dày như này. Đây, tình trạng như thế này. Còn ok cho mình nha, nguyên bản nguyên zin. Từ bên Nhật về, tại vì cái dòng này nó hàng bãi về, từ hơi cũ cho mình thôi ạ. Tình trạng con này cũng đây cho mình tầm khoảng vào 9%. 9% nha. Cho nên là thích hợp bằng Coro, Kojic đánh chép đều được ạ. Con này thì trọng lượng của nó em đo cho mình là 190g nha. Ngọn 0.8 ly, mã số 1. Giá là 500 ngàn, con này thì thu gọn cần rất là tương đối nha. 52cm nha nè, thu gọn 52cm nha, bỏ cốp xe này. Những dòng như tay ga AB là mình bỏ được hết á. Rồi, mã số 2, đang có cho mình con cần tay lóng dài. Đây, cần tay lóng dài carbon nha nè, tay cầm cuốn chỉ nè. Con này có độ dài cần là 6m3 nha, hàng Korea xuất thị trường Nhật nè. Thì con này em đo cho mình là thông số thật của cần nó rơi cho mình tầm 5m6 thôi. Thì 5m6 nha nè, 5m6 con này độ cứng cao. Ngọn của em đo cho mình là ngọn 1.5 ly, độ cứng là tầm khoảng 4H ạ. Đây, hiện tại xe thật của nó là 5.6 như này. 5.6 độ cứng là 4H này. Phôi đẹp nha. Carbon xoắn vơ. Thì những dòng Nhật Bản em sẽ báo rõ cho mình luôn. Để mất công anh em về đo 6.3 không đủ nha. Còn là 5.6 cho mình thôi. Đây, phôi cần như thế này. Carbon xoắn vơ. Tương đối đẹp ạ. Đây, tay cầm thì được quấn chỉ nha. Những dòng thì tương phôi cũng tương đối dày này. Dòng thì tầm khoảng 4H, anh em là rô giết đánh chép đều được này. Đây, cần nha. Đây, tổng thể như thế này.
Con này có trọng lượng của nó là 190g thôi, mã số 1, ngọn 1.5 ly, cứng 4H nha nè. Giá con này là 650 nha, 650.000. Vâng, mã số 3 nha nè. Mã số 3 thì em có cho mình con ISO nha. Con cần này ISO hạ tay. Có là tiền thân ố cần là ISO, độ dài 5m4, độ cứng 3. Con này thì bát là bát vặn nha. Bát vặn thì em cắt cái bát ra nó còn keo. Cái keo này thì anh em về vệ sinh cũng dễ thôi. Mình hơi lỡ rồi mình cạo nhẹ nó ra nha. Hoặc mình để vậy luôn, mình cuốn cái màn coi nhiệt lắm, mình đánh thì được này. Cái này thì keo thôi, không ảnh hưởng gì. Có là thì ISO em đã hạ tay rồi. Đây, những dòng thẹo nó cuốn chỉ nha. Rồi, cái đầu này thì nãy bị dắt cái này ra là bình thường nha. Thì con này thì độ dài của nó là 5m4, độ cứng 3, ISO khen lớn. Thì con này em đã cuốn chỉ nha, hạ tay cuốn chỉ và lên keo cho nó này. Chị Kim Tuyến nha. À, rất là đẹp, con này hoàn tại độ cứng của nó tầm khoảng 4H nha này. Tầm khoảng 4H, đánh chép đánh ngâm cho mình được này. Con này ngọn của đáng đo cho mình là ngọn 1.5 ly. Đây, cuốn chỉ nha. Cuốn chỉ lên kèo cho mình rồi. Ngọn 1.5 ly này. Phôi là phôi carbon xoắn vân. À, tình trạng của nó rất là đẹp nha. Con đầu như không có xây sức vậy luôn. À, thì khách trước nó hạ, nó kêu em hạ thì em hạ rồi nó đổi gần khác. Thì em lên cho mình nha. Coi cuốn chỉ bị chống nổ này. Đây. Là phôi rất là đẹp. Cứng 4H cho này. Tức là 4 đến 4.5H á, cần cứng ngắt luôn. Chép ngon là C được hết này. Cuốn chỉ chống nổ. Đang tình trạng như thế này, 5m4 độ cứng 3. Con này phôi tương đối dày nha. Phôi cỡ rất là dày nha. ISO khen lớn mà hạ tay thì chỉ có chép đánh ok hết này. Rồi con này thì trọng lượng của nó nha nè. Trọng lượng của nó là 260g, ngọn 1.5 ly. Mã số 3, giá là 650. 5m4, cần tay nha, ISO hạ tay. Cứng khoảng từ 4 đến 4.5H cho mình. Rồi mã số 4, em có cho mình con cần ISO nha. Đây, ISO khen nhỏ nha. Khen nhỏ này. Có là độ dài cũng cần là 4m5 nha này, 4m5, hàng nội địa Nhật tem vàng. Bát là bát Fuji F6, tay cầm thì nó được bọc cho mình một miếng màng coi nhiệt này. Như này. Có này ngọn của nó thì em đo cho mình là ngọn 1.5 ly, độ cứng có là tính theo cần ISO thì nó cũng rơi cho mình tầm khoảng độ cứng 2 thôi. Đây độ cứng 2 ngọn thì kèm bao khuyên chạy nha. Đây phôi carbon xoắn vân này. Tình trạng cần như thế này. Cứ nó đẹp nha. Có xây xước. Những dòng thì cũng chuyên dùng đến cảm giác thôi. Cứng tầm khoảng độ cứng 2 cho mình nha. Cứng 2 khoen phát Fuji hết. 4m5, cứng 2 ISO khoen nhỏ của dòng nội địa Nhật cho mình. Tổng trọng thể cơ như thế này. Trọng lượng 190g, mã số 4, giá là 500. 500.000 nha. Mã số 5, em có cho mình con cần súp như này. Con là dạng cần súp này. Đánh lục đầu cần, đánh gần bờ cho mình. Con này có độ dài cần là 39, độ cứng 20, 20 tầm khoảng và FX nha. Con này mất đắp dinh như này. Đây thì em có cái đắp chụp silicone cho mình nha. Chụp silicone cho mình này. Chụp đít á. Hàng có bên là hàng nội địa Nhật nha. Tem vàng đầy đủ, 39 cứng 20. Pad Fuji F7, dàn khoen là dàn khoen Fuji, loại xe đá xám. Con này ngọn của nó là ngọn 2.4 ly. Đây ngọn 2.4 ly. Độ cứng là tầm khoảng 20 nha. FX. Ngọn đi kèm cho mình là có một này, hai khoen chạy nha. Phôi là phôi carbon. Bờ xoắn vân. Đang tình trạng như thế này nha. Có xây xước ạ. Quen bát Fuji xứ xám. Tổng trọng thể cần như thế này. Con này thì trọng lượng của nó là 340g, ngọn 2.4 ly, mã số 5. Giá là 600 nha này, 600.000. Cần xúc nha, 39-20. Thay đắp đít rồi mà. Rồi mã số 7, ở đây có cho mình con cần xúc nha này. Cần lục của dòng Ryobi. Cái này có dòng là Ryobi này, Ryobi Carbon Test nha nè. Supply độ dài là 4m2, độ cứng là DS. DS cho ra trong tầm khoảng vào 27 nha. 27, hàng nội địa Nhật, tem vàng đầy đủ này. Thì tay cầm con này thì bằng cán gỗ nha. Cán gỗ tôi hơi nặng cho mình một xíu. Đây, cán gỗ cho mình nha. Bát con này bát Fuji F7, cần của dòng Ryobi. Tất cả dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji nha. Fuji loại xưa đá xám này. Đây, tổng trọng thể như thế này. Con này ngọn của đá đo cho mình là ngọn 2.6 ly. Trên này thì bọc cho mình là cái keo nha, keo dạng keo phản quang á, ngọn này kèm có một này, hai khuyên chạy nha, hai khuyên chạy, phôi carbon xoắn vân, nước sơn màu xanh, này tổng trọng thể như thế này, đang tình trạng như thế này nha, có xây xước, 4m2 độ cứng DS tầm khoảng 27 cho mình, khoen của nó thì cái khoen thứ hai á, có nứt một cái chân này, còn lại thì ok nha, nứt một xíu thôi không ảnh hưởng gì cho mình ạ. 4m2 cứng 27 của dòng Ryobi.
Con này phôi dày nha anh em, trọng lượng là 550g, ngọn 2.6 ly, mã số 6, giá con này là 800 ngàn nha. Rồi mã số 7 anh em có cho mình còn 3 khúc. Cần 3 khúc carbon nha anh em, dây trong, cần có dòng xanh qua. Xanh qua nha, có tem nội địa cho mình nè. Con này có độ dài là 3m3, độ cứng 50. Đây có dòng premium nha anh em, con này cực kỳ đẹp luôn. Nước sơn màu trắng này. Khoen thì ba là khoen xích nha. Cần thì hỗ trợ cho mình cái đầu bu full xích này. Đóng sơ mi chống nổ. Nước sơn màu trắng rất đẹp nha, còn hầu như không có xây xước gì luôn. Thợ bên này mình có đơn, câu ngâm. Có thể là về mà đến khoen nha. Đến khoen mà đến lưu này. Đến ngâm lan xe cũng được, tay cầm cán bút bát vạn Fuji chữ vàng. Cần có dòng xanh qua, nội địa Nhật Bản, tem vàng đầy đủ này. Có buộc dây bảo hiểm cho mình luôn. Đây con này có rất là mới nha này. Đây. Khoen xích cho mình ạ. Con này ngọn 2.8 ly, trọng lượng 290g, mã số 8, giá để cho mình là 600 nha. 600 ngàn, cứ về lên khoen nha. Để mình đánh cũng được này. Không ảnh hưởng gì, chất lượng rất là tốt. Rồi tiếp theo, thêm có cho mình con cần cắm gốc. Con này chuyên dụng anh em câu xích câu bị này. Cắm gốc nha, báo được tình trạng cho mình. Đây, cần cắm gốc nha. Cần cắm gốc, con này của hãng là Navigator. Con này có độ dài cần là 1m9. Thì những dòng Navi anh em biết rồi, hàng nội địa Nhật hết. Tay gốc của cần nội địa Nhật nha, Japan. Tay cầm bằng cán bút này, bát là bát vàng Fuji chữ vàng này, tầm thấy như này. Tất cả nhân khoen của cần đều là dàn khoen full xích như này. Đây, dàn khoen full xích. Con thích hợp cho những anh em này nha, câu xích câu biển đánh bạo lực á, con này cực kỳ cứng luôn, hỗ trợ cho mình cái đầu bu full xích chống xoắn này. Thì con này em đo cho mình nha, hiện tại của nó là còn đúng 1m85. 1m85 như này thì đã phục bên Nhật tầm khoảng 5cm rồi. Thì con này thích hợp câu xích câu biển cực kỳ cứng luôn, rất cứng này. Con này độ cứng của nó tầm khoảng vào 100 nha anh em. Tính là con rít cứng tầm khoảng vào hát nha. Mời hát đến hát cho mình. Chuyên dụng cho mình có thể là tại đánh xa này, xa nha, tầm khoảng 100 đến 120 mét đến bình thường này. Dòng cực kỳ cứng, tất cả dàn khoen xích. Thì con này giá gốc của nó là 1.2 triệu nha anh em. Thì con này em để cho mình là giá 900 nha. Hiện tại còn 1m85, mã số 9, giá 900, trọng lượng 360g, ngọn là 2.5 ly. Navigator, cầu rít cầu biển nha, rất là cứng. Khoen xích hết luôn. Rồi tiếp theo mã số 10 anh em có cho mình con cần cắm gốc. Con thì cần lô như này. Cần anh em câu lô này. Câu lô của zit của biển đều được này. Cần thức dòng là dòng pass như này. Đây. Cho mình xem thông số trước này. Pass nha. Cần thì độ dài cần là 2m4 nha em. 2m4 những cái dòng thì nội địa Nhật hết. Đa số những cái dòng thì xuất châu cho mình này. Đây. Con này thì dạng cần lô máy đứng cắm gốc. Dạng khoen này dạng khoen full zit như này. Thật là anh em câu zit của biển này. Đây, rất là đẹp luôn. Khoen full xích nha, chừng rất là cao, tổng trọng thể như thế này, cần đẹp nha. Cái đầu bu con này là dạng đầu bu chống xoắn này, môi trề cho mình này, đây. Rất ok nha. Con này thì anh em có tham khảo rồi, con tình trạng nó hơi cũ xíu thôi. Tay cầm thì bằng cán mút này, hàng là hàng Japan này, Japan nội địa nha. Cán mút bát là bát Fujigon, đây. Fujigon cho mình nha. Thì con này thì thiết lập bên công dịch, độ cứng của nó ra cho mình tầm khoảng 1mh nha. MH thông số tải 10 con này thì ra cho mình tầm khoảng vào 570g, ok hết này. Công dịch câu biển cũng được cho mình. Tình trạng hơi cũ, con này trọng lượng là 250g. Mã số 10 nha em, ngọn là ngọn 2 ly. Giá 1.4 triệu thì em để cho mình là giá 1.2 triệu nha. Nên thanh lý con này giá 1.200.000. Rồi tiếp theo nha, mã số 11 thì em có cho mình một cần hai con 2 khúc. Con này dạng là cắm gốc lỡ cho mình. Con này cũng dạng là cần he chi nha. He chi cho mình cô bè này, con rất là cứng. Thì con này độ dài của em đo cho mình là 1m8, mã số 11 nha này. 1m8, hàng là hàng nội địa Nhật này, có tem cho mình này. Dạng là he chi cô bè. Đấy, con này thì chuyên dụng cho anh em mình là câu biển này, câu biển câu nước sâu á. Tầm khoảng mình là 2 mét là ok. Khoen là khoen 3 chân nha. 3 chân cái khoen này cực kỳ chắc chắn anh em. Xài chắc tới để tống mới hư cho mình này. Khoen Fuji xích xám. Đây. Bu bu bằng gold cho mình nha. Con này ngọn là dạng đầu bu biển này, cực kỳ chắc chắn nha. Những cái đầu bu xích này á, đầu bu dạng đầu bu như này là cực kỳ chắc chắn luôn. Để anh cứ so những cái dòng đánh ngâm lan xe là bình thường này. Còn những dòng này thì cực kỳ là khoen nha. Đầu bu rất là chắc chắn. Có thể độ cứng ở tầm khoảng 100, cực kỳ cứng nha, 1m8. Dạng he chi câu bè mà dạng câu bạo lực mà anh em muốn câu mà nó không một vướng cái gì á thì những dòng này là ok. Con này thì trọng lượng của nó là 350g, ngọn là 3.2 ly, mã số 11, giá con này là 800 nha này. 800 ngàn ạ. Rồi mã số 12 ở đây có cho mình con cần lua nha, con cần lua máy đứng này, này cần lua máy đứng hai khúc nha.
carbon. Con cần này thì độ dài của cần là 2m7, cần này dòng của dòng AB này, AB Special này, hàng Korea. Thông số tải mồi cho mình là từ 3 đến 5 đến 30g, tải cá 6 đến 16 LP, mát tầm khoảng vào 8 kg cá nha. Tải 30g, đánh như hơi nhớ thật được này, độ cứng thì tầm khoảng ML. Dàn khoen là dàn khoen Fuji hết. Đây, khoen Fuji loại xi lá xám. Trên cái đầu bu của nó là bu Fuji nha này, cũng dạng xi xám cho mình luôn. Đây, tình trạng có hơi cũ nha. Đây, tổng thể cần như thế này. 2m7, thích ở bên em cầu lô nha, lô lóc, lô chẹm nè. Tay cầm bằng cán mút, con này cũng dạng là lô vừa thôi, không cứng lắm nha. Tầm khoảng vào ML. Thì cái khoen con này thì tình trạng của nó thì nó cái khoen này, nó bị bể ở ngoài xíu nha, xíu xíu ngoài này. Ở ngoài thôi, không ảnh hưởng đến cái lòng xíu cho mình ở trong. Là tình trạng hơi cũ nha, hàng Korea 2m7, cứ tầm ML, mát 30g mồi. Ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 1.7 ly đến 1.8 ly, trọng lượng 185 g thôi. Mã số 12, giá là 600 nha, giá rẻ. Mã số 13, có cho mình cũng cần Hechi 2 khúc, chuyên dụng câu bè của dòng Daiwa này. Độ dài cũng cần là 2m4, độ cứng là 25, 25 thì cũng dạng mềm nha. Hàng Taiwan xuất Nhật, có mã có tem vàng. Đây, tổng thể cần như thế này. Độ cứng 25 thì cũng dạng mềm thôi. Ngọn của đám đo cho mình là ngọn 1.4 ly, 1.4 ly, đầu bu xứ xám này. Đây, còn những khoen này, khoen xích như này. Đây, tổng thể như thế này. Còn nguyên bản nha, hơi cũ cho mình xíu thôi. Nhưng dòng cán dẹp nha, cán dẹp thì tìa tay rất là dễ. Pass là pass Taiwan chính hãng cần luôn. 2m4 cứng 25, ngọn 1.4 ly, trọng lượng 190g. Mã số 21, giá là 700 ạ, 700 ngàn nha, câu bè câu ngâm. Rồi tiếp tục cho mình một con cần Hechi 2 khúc, cũng dạng đến bạo lực luôn này. Đây, cán gỗ nha, bạo lực này. Con thì độ dài cần là 1m8, cần carbon như này, carbon. Con này ngọn của đám đo cho mình là ngọn 2.2 ly, con này cũng dạng cứng nha. Để cho mình coi này, và rất là cứng nha, độ cứng con này cũng rơi cho mình tầm khoảng 100 á, 100 đến 120 cho mình á, cực kỳ cứng luôn. Thì cái những dòng này chuyên dụng câu nước sâu, câu dạng câu bè này, câu bè mà hạn chế kiểu mà dính này kia á, dỡ lên nó hay động mái nhà đâu á, còn con thì ok hơn. Đây, tổng trọng thể như thế này, con đẹp nha. Tay cầm cán mút bát vàng Fuji chữ vàng. Đây, trọng lượng của nó thì con này cũng tương đối nha, phôi dày 370g, ngọn 2.2 ly, 1m8. Mã số là mã số 13, giá là 650 nha, 650 ngàn, câu ngâm này, câu ngâm câu bè cho mình nha, câu nước sâu. Rồi tiếp theo sẽ có người cần hai khúc nha, con này hai khúc cái dòng Daiwa, con thì đẹp hơn này, khoen xích. Con này có độ dài cần là 2m1 nha, 2m1 của dòng Daiwa Saki này, Ika. Con này hàng của mình là hàng China xuất Nhật nha, có mã có tem vàng đầy đủ. Thì con này ngọn của đó cũng dạng là ngọn đặc, ngọn tháp nha. Đây, khoen cũng là khoen full xích cho mình luôn, tất cả dàn khoen full xích nha. Con này ngọn em đo cho mình là ngọn 2.5 ly, con này độ cứng của nó cũng tầm khoảng vào 8 đến 100 nha, cực kỳ cứng này. Đây, tất cả dàn khoen con này là dàn khoen full xích như này, dàn khoen full xích cho mình nha, của dòng Daiwa hai khúc, chuyên dụng công ngâm lan xê. Thì con này đây, thông số cần như sau. Thì cái ngọn nó làm ngắn cái khúc một xíu nha, tầm khoảng vào 2 cm đó, nó khỏi bị gãy ngọn cho mình. Tổng trọng thể cần như thế này. Tay cầm cán mút bát là bát vàng Daiwa, kết hợp bên câu chỗ nước sâu nước ngâm này. Daiwa 2m1 cứng tầm khoảng 80-100, ngọn 2.5 ly, trọng lượng 250g. Mã số 14, giá là 600. Mã số 15 thì em có cho mình con cần 3 khúc của dòng Daiwa luôn, Horolock, chuyên dụng anh em đánh ngâm lan xê nha, còn rất là đẹp. Tem vàng đầy đủ nha anh em, tem nội địa này, phôi cạch bằng xoắn hai da. Cơn này có độ dài cho mình là 3m nha anh em, độ cứng 50, 3m50 thì cũng dạng vừa. Hàng Taiwan xuất thị trường Nhật, có tem vàng đầy đủ. Ngọn có đép đo cho mình là ngọn 2.8 ly. Đây, có đóng semi chống nổ nha, khoen là khoen Fuji xứ xám, phôi kẹt bên xoắn hai da. Đây, còn rất đẹp nha, tình trạng nó còn mới trên 95% cho mình. Bát vàng Fuji F22, có buộc dây bảo hiểm này. Rồi con này thì ngọn 2.8 ly, trọng lượng của nó là 300g nha, 300g thôi. Cái này có mã số là mã số 15, giá 1.2 triệu như em. Thì con này thôi, em để cho mình giá 1.1 triệu nha. Nó sale cho mình giá 1.100.000 này, 3m50, còn rất đẹp nha. Rồi tiếp theo cho mình có cần 3 khúc, cũng chuyên dụng cùng ngâm lan xe luôn, của Daiwa luôn như này, Daiwa Horolock. Thì con Daiwa Horolock đời này á, từ nó nhẹ này, cực kỳ nhẹ luôn. Hàng nội địa Nhật Bản, tem vàng, của xong PowerMate như này, một phòng Wicker này. Độ dài 3m, độ cứng 30, 30 thì nó sẽ mềm hơn cái con này một xíu nha, mềm một xíu. Nhưng cái đời này rất là nhẹ nha, cái đời mà dòng PowerMate này cực kỳ nhẹ này. Khoen Fuji xứ xám,
hỗ trợ đồ bu phô xích này, đóng xi mi chống nổ. Đây, phôi carbon xoắn hai da. Tay cầm mình cắn bút nha. Thì hai cái đời này cũng dán ngang nhau thôi. Bắt vạn Fuji, xăm đây qua luôn. Đây, tổng trọng thể như thế này nha. Tem vàng đầy đủ này. Con này thì phôi carbon xoắn hai da nha, mà chỗ xoắn chỗ không. Carbon trơn. Hỗ trợ đồ bu xích này, chống xoắn. 3m cứng 30 thì là mình đánh cảm giác thôi. Con này thì trọng lượng của nó là 270g, ngọn 1.8 ly, mã số 16, giá là 900 ngàn nha. Rồi mã số 17, xem có cho mình con cường 2 khúc. Con này cũng chuyên dụng đánh ngâm này, nước sâu này, độ cứng cao. Cường 2 khúc của dòng Ryobi, con này hàng Korea nha em. Korea xuất thị trường Nhật. Độ dài 2m1, độ cứng 80. Có mã code này và tem vàng đầy đủ nha. Tình trạng rất là mới. Đây, keo ký còn mới nè. Khoen dạng khoen xích xích cho mình. Có đây ngọn của em đo cho mình là ngọn 3.2 ly, độ cứng cao nha, 80. Phôi còn rất là đẹp. Nước sâu này đánh ngâm, cậu bè cũng được nha. Tay cầm bằng cán mút, bắt là bắt vạn Fuji DPS này. Tổng trọng thể cần như thế này. Đây, còn rất là mới nha. Ngọn 3.2 ly, trọng lượng con này là 230g, mã số 17, giá con này cho mình là giá 800 nha, 800 ngàn. Mã số 18, có cho mình cần hai khúc của dòng Daiwa. Đây, hai khúc dòng Daiwa nha. Chuyên dụng con ngâm lan xe. Cần này có độ dài cần là 2m7, độ cứng là 30. 30 nha em, hàng Korea xuất Nhật, có mã code tem vàng đầy đủ. Phôi rất đẹp nha. Chuyên dụng đánh chép nè, để ngâm lan xe. Có đây ngọn của nó sẽ đo cho mình là ngọn 2 ly thôi, cứng 30 thì cũng dạng mềm. Hỗ trợ đồ bu phô xích này, đóng xe mi chống nổ. Khoen là khoen Fuji, xưa đã xám hết. Còn rất là mới nha. Tay cầm thì bằng cán bút, bắt là bắt vặn Fuji Daiwa chính hãng cần luôn. Đây, tổng trọng thể cần như thế này. Daiwa như này. Con này hàng Korea xuất Nhật. Chuyên dụng ngâm lan xe. Rất đẹp nha. Ngọn 2 ly, trọng lượng con này là 390g, mã số 18, giá là 800. 800 ngàn. Mã số 19, cho mình có cần 2 khúc nha. 2 khúc 2 ngọn cần carbon. Đây, còn rất là đẹp. Thì thông số con này như sau. Hai khúc độ dài cần là 2m7 của dòng Spacer nha em. Đây, con này rất là đẹp nha. Phôi carbon xoắn này, vâng. Hàng của mình là hàng Korea nha, có tem lửa này. Con này thì ngọn của nó là ngọn nhỏ thôi. Một ngọn là 1.6 ly và một ngọn là 1.9 ly. Thì những dòng này là ngọn, đây là cần ngọn đặc ngọn thấp đó nha. 2m7. Đây, rất đẹp nha, độ cứng từ 30 đến 50. Thì thông số hai ngọn nó kèm cho mình này. Một ngọn là từ 30 đến 50, một ngọn từ 50 đến 80. 50 đến 50 cũng dạng là cứng cho mình rồi. Để ngâm đăng xe được hết này. Bát vạn Fuji chữ vàng. Phôi là phôi carbon xoắn vân nha. 2m7, 2 ngọn không khác gì hai cần như mình rồi. Rất là tiện nha. Một ngọn cảm giác và một ngọn là vừa. Đây, tổng thể như thế này. Rất đẹp như này. Có đầy trọng lượng của nó em cần được là 340g. Mã số 19 nha này. Giá con này là 1 triệu cho mình nha. 1 triệu nha. Còn rất là mới, trên 95%. 2 ngọn không khác gì hai cần. Tổng trọng thể như thế này. Rồi mã số 20 thì em có cho mình còn hai khúc. Còn thì chuyên dụng cho những anh em mà đánh biển này, đánh bạo lực á. Cần của dòng Suzumi hai khúc nha. Cần hai khúc của dòng Suzumi, con này có độ dài là 2m4, độ cứng 200. 200 thì cực kỳ cứng rồi. Phôi carbon xoắn hai da này, con này hàng của mình là hàng Korea xuất Nhật nha. Đây, có tem vàng đầy đủ. Thì con này ngọn cần thì ngọn lớn cho mình, ngọn của em đo cho mình là ngọn 4 ly. Ngọn 4 ly. Hỗ trợ cái đồ bu này, đồ bu dạng đồ bu biển nha, cực kỳ chắc chắn. Và dàn khoen thì dàn khoen Fuji biển hết. Đây. Phô dư biển loại xứ đá xám. Cái dòng thì anh em phải đánh biển nha. Đánh biển này, đánh máy điện này, đánh cá lớn á. Pat là pat vạn, pat à, pat vạn Fuji chữ vàng DPS. Tay cầm bằng cán bút, có buộc cho bảo hiểm luôn. Tổng trọng thể con này thì mới tầm khoảng 99%. Còn nguyên bản nha, không có xây xước gì. 2m4 mà cứng 200 thì cũng dạng ít cho mình nha. Dòng này cực kỳ ok. Con này có trọng lượng của nó là 470g. Mã số là mã số 20. Giá là 2.2 triệu. Con này để cho mình là giá 2 triệu nha. Làm sale cho mình là giá 2 triệu này. Ngọn 4 ly. 2m4 200. Rồi cuối cùng thì với cái này con cần hai khúc hai ngọn như mình này. Cần có dòng Daiwa. Daiwa Horolock nha. Daiwa. Còn rất là đẹp. Chuyên dụng cho này mình câu mực này, câu ngâm này. Con này có độ dài cần là 2m7 nha. 2m7 carbon wicker, phôi carbon xoắn hai da. Con này hàng của mình là hàng Taiwan này, xuất thị trường Nhật, có mã code tem vàng đầy đủ nha. Hai ngọn cho mình không khác gì hai cần rồi. Những cái dòng thì dạng như là ngọn đặc, ngọn tháp. Khoen Fuji xứ xám. Ngọn con này thì em đo cho mình là một ngọn 2 ly và một ngọn là 2.4 ly. Đây. Thì con này thông số cần như sau. Một ngọn của nó cứng cho mình tầm khoảng từ 50 đến 80, còn một ngọn còn lại thì rơi cho mình tầm khoảng vào 80 hơn như này, 80 đến 100 á.
Đây, thích hợp và đánh tra đánh chim. Hai ngọn cắt cho hai cần rất là tiện luôn. Bát vàng Fuji chữ vàng, tay cầm kháng mốt. 2m7 phôi carbon xoắn hai da. Đây, tình trạng như thế này. Còn mới và đẹp nha. Hai ngọn đây qua. Thì con này em muốn có một cái cây 2m4 nha nè. 2m4 giống như này luôn, một ngọn thôi, cũng tầm khoảng 580. Giá là 1 triệu nha. Thì con này hai ngọn thì giá của nó là 1 triệu 3 như này. 1 triệu 300 ngàn, mã số 21. Trọng lượng 290 g. Là một cúc một ngọn cho mình. 1 triệu 3 cho mình là hai ngọn nha. Đây qua. Rồi tổng thể thì em có cho mình là 21 mẫu cần và một con máy. Thì đáp ứng mẫu nào cứ comment mã số cộng số điện thoại nha. Ưu tiên mình chốt đơn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo, em sẽ hỗ trợ tốt hơn cho mình. Rồi, chào tất cả anh em nha. Hẹn gặp anh em video lần sau. Xem được video cho mình được đăng ký bật thông báo nha. Và những video tiếp theo em lên á thì anh em có thể nhận thông báo sớm nhất và tham khảo các mẫu máy và cần. Thì hai bên em cập nhật liên tục cho mình ạ.